nới rộng quy mô, mở rộng quy mô, nới rộng diện tích, liên tục cải tiến quy trình chăn nuôi và luôn đa dạng hóa sản phẩm. Hiện nay chúng tôi đã có những cái sản phẩm ấu trùng 4 ngày tuổi để chuyển đi đến các trại một cách gọn nhẹ và các bạn an tâm khi nuôi. Về cách ủ giống, các bạn quan tâm thì theo dõi chúng tôi luôn, muốn kết nối đến các bạn trong nước cũng như nước ngoài. Chúng tôi có đối tác từ Indo sẽ hợp tác để sản xuất và xuất qua châu Phi. Số lượng trứng ban đầu là 40kg một tuần, chúng tôi đã xem xét để tiến hành triển khai đề án với phương thức là hợp tác với nhau để cùng phát triển. Đây trang trại Tuấn Phương Trang, chuyên chăn nuôi và sản xuất các loại côn trùng, đặc biệt là thế mạnh của chúng tôi là ruồi lính đen, ấu trùng ruồi lính đen, rất nhiều ứng dụng trong chăn nuôi cũng như xử lý chất thải, xử lý rác thải, xử lý phân gia súc gia cầm, tránh gây ô nhiễm môi trường, giảm thiểu được ô nhiễm môi trường và biến rác thành tiền, biến những chất thải, những thứ bỏ đi bằng để thành tiền. Các bạn quan tâm hãy chia sẻ livestream này đến cộng đồng, các group khởi nghiệp nông nghiệp, các group nuôi trồng và tag tên các bạn nghĩ có quan tâm, có nhu cầu về chăn nuôi, sản xuất, xử lý chất thải hoặc là tận dụng các rác thải, phế phẩm lò mổ của nhà máy chế biến, rồi từ các thức ăn thừa, cơm thừa, cá cặn biến rác thành tiền. Các bạn hãy share livestream để trao giá trị đến cộng đồng, để cho nhiều người được nhận giá trị từ ruồi lính đen, rất là lợi ích cho con người, thế giới, toàn cầu. Họ đã ứng dụng và sử dụng ruồi lính đen cả hơn nửa thế kỷ, từ thế kỷ 20 nước chúng ta bắt đầu nghiên cứu và sản xuất từ hơn thập niên nay. Mong các bạn hãy chia sẻ livestream để trao giá trị đến cho cộng đồng, đến cho nhiều người có cùng đam mê, có cùng một ý muốn là xử lý những chất thải và biến rác thành tiền. Biến rác thành tiền, chúng ta sẽ làm giàu trên những rác thải, những phế thải của các lò mổ. Này, các bạn hãy share nhiều vào các group, các nhóm về nông nghiệp, về khởi nghiệp nông nghiệp, về các bạn, các group muốn làm kinh tế, từ làm kinh tế, cải thiện kinh tế gia đình, làm thêm hoặc là để xử lý các chất thải, xử lý ô nhiễm môi trường từ các trang trại. Các bạn hãy share livestream này để cho nhiều người biết đến giá trị lợi ích của loài ruồi lính đen này. Ở toàn cầu, ở thế giới đã sử dụng rất nhiều. Chúng tôi sẽ cố gắng phát triển, liên tục cải tiến, liên tục phát triển để cho ra nhiều sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm cũng như mở rộng quy mô để trao giá trị đến cộng đồng nhiều hơn. Chúng tôi có liên kết đối tác, có xây dựng những vệ tinh để sản xuất đáp ứng cho những nhu cầu rất lớn như những trại lươn ở Củ Chi này, nhu cầu
hàng chục đến hàng trăm tấn mỗi tháng. Chúng tôi chưa đáp ứng được, nên các bạn nào có năng lực, có khả năng và có những nguồn thức ăn phế thải từ các nhà máy, hãy liên lạc với chúng tôi để chúng ta cùng bắt tay làm kinh tế từ những chất thải, giúp cho môi trường bớt ô nhiễm và đem đến những giá trị gia tăng của ruồi đính đen này. Các bạn hãy share livestream đến các group, các nhóm mà các bạn nghĩ phù hợp và tag tên các bạn nào có đam mê về nuôi trồng, nông thủy hải sản để chúng ta nhận được những giá trị ruồi đính đen làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản cao cấp cho đến phổ thông. Và phân ruồi đính đen là loại phân dinh dưỡng rất cao, phân hữu cơ giá trị cao hơn cả phân trùng quế gấp nhiều lần. Mời các bạn quan tâm, có ý muốn hợp tác hay làm đối tác với chúng tôi, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua trang Facebook ruồi đính đen.com.vn, website và YouTube, kênh YouTube ruồi đính đen.com.vn, hoặc điện thoại số 0968 869 708 để chúng ta cùng bắt tay phát triển loài côn trùng hữu ích mà thế giới đã đi trước chúng ta hàng nửa thế kỷ. Hãy share livestream này, hãy share livestream cho đến nhiều người, nhiều group, trao giá trị cho nhiều người. Các bạn trao đi là các bạn sẽ nhận lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm chia sẻ.